các bạn. Anh em ra không làm nữa à? Hôm nay ở nhà tất. Đón cô chú chứ. Nhà mà các cháu không biết cái gì nhưng mà không biết đường vào đây. Vâng. Ta theo dõi đến mức độ như thế rồi. Lấy cái này cho. Đông lưng quá. Không nghe mấy cái này chưa? Không biết tên thằng vào luôn. Đi từ đâu? Cháu à. Đi từ nhà. Dưới cây rình trà. À mấy cây. Hôm nay có mấy đứa hả? Ông nhập ra nữa. Đấy là còn hai thằng nằm viện đây. Đấy đấy, bảo rằng hai thằng viện đây. Thằng Dũng sao rồi? Dũng nó vẫn đang nằm. Đấy đang nằm à? Bác bá mình quen xa đấy. Không phải đến được trên TV đấy. Mà nó được chuyển xuống viện chậm thấp hơn thì nó nằm. Đúng rồi, nó nằm gần 2 tháng rồi rồi. Thằng Khoa ta nhìn ở trong máy to cao lắm rồi. Cái này cho xuống đá cháu ơi. 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 Tết này có phải nhà không? Bốn cân mắm để ngoài. Tết này là có phải không? Có. Chào cháu bác ơi. Bác có cô bảo em uống lá rừng hết rồi. Vâng. Quê em Yên Bái mà. Một con. À thế ạ? À. Cô ở chỗ nào Yên Bái? Cô ở ngay chỗ cầu gỗ Yên Bái. Cũng dân dùng rú mà. Thế bác đang ngốc chú. Thì này em dâu của bác đó. Cũng dân. Lịch sử của cái tem này ta xem mà coi như từ chân đất mà đi lên chứ. Đầu tiên là thế này. Cuộc đời mấy thằng này khổ lắm. Quay đi làm cái nghề này thấy vất vả lắm. Nhưng mà quay bao lâu? Qua cái bộ này, anh em đi làm đi. Cô ngồi đây nước cô. Nhâm nước lên. Lâu quá đau lưng. Vâng. Con này con sang câu chuyện là thực ra là con vẫn nhận thực ra là muốn nuôi con. Cái trước cũng bố mẹ chú cũng giúp đỡ con và cả bố mẹ con nữa nên là cũng bố mẹ con cũng có ý kiến là xong nhận thực ra là muốn nuôi con. Ôi, cái đấy mình nói chuyện sau này. Tốt rồi, tốt quá. Ở đấy là cũng là có một cái duyên đấy của cái duyên được như thế đấy chứ không phải là thôi thì mình cứ ăn ở phúc đức thì mình biết là có duyên đấy, chứ không phải là ai cũng được cái duyên như thế vậy đấy. Chơi như giờ nuôi gần gì cứu trong rừng không? Hai thằng không? Thằng này gà không ở nhà đúng sáng đi rồi là nó nuốt luôn anh giống với nó vậy. Nói chung là tức là trọng lượng của nó thì nó sẽ sẵn sàng nuốt được con mồi cũng tương đương. Vâng. Quấn nói chung nhìn nó há ra con mồi con bò cái lúc rơi. Mà cái con chăn ấy thì nói chung là nó siết mạnh một lúc thôi thì nó không siết được lâu đâu nhưng sao là nó nặng thế. Vâng, lắm lúc nó quấn vào tay này cảm giác thế cứng cựa luôn cứng cờ luôn. Thì nó óp mình ngay đầu tiên. Ngày nó óp nó chỉ ngay đầu tiên thôi. Sao nó yếu ngay. Cái dòng đấy là nó sẽ tự nó nhả chứ nó không giống tức là sức nó sức biết, của nó không bền. Em cứ gặp mà em cắn vào đuôi mà chết. Không càng cắn đuôi càng chết. Đây nó phát ra là mình rắn đi. Rắn nó đặt mà nó nhập vào cho chết. Nhiều người xem kênh trong điện là con bảo tại sao mà không bẻ đuôi rồi thì cắt độc vì ấy đuôi nhưng mà riêng cái dòng chằn mình rắn mà càng làm đau đuôi nó càng khổ nó càng hàm rút người này nó càng hàm mà lâu rồi làm bao nhiêu ngày tiết cũng đắt mà bao nhiêu tiếng ba ngày ba đêm nó áp suất nhanh nhưng mà em thấy trên đường người ta còn cho thêm cả cao lá mà thế là làm thế là làm đấy là nó cũng náo nháo đi rồi đấy là tăng sứ ý là nó là không còn chất nguyên vị nữa anh nghe chưa làm đây là đấy là nó lấy tiền thôi chú nghe chưa nó không có làm tâm chỉ cho người ta
được một lần thôi, không lần thứ hai. Lừa người ta được một lần thôi, còn không có cái sự uy tín. Thứ nhất là, nhưng mà nó lại có cái dở ở cái chỗ là người ta biết là người ta làm láo, thế nhưng mà có những người là khó khăn đến cả đời chả sử dụng quả cao, khi bỏ quả phát nó có tác dụng rồi. Ừ thì nó không dùng nó lại tốt. Không, tức là không dùng thì tác dụng nhanh. Mặc dù nó cao đều. Mặc dùng thì nhiều lần thì nó tác dụng. Không phải nhiều, nó là một cái nhiều. Nhân. Nó là cái tư tưởng đấy. Cái tư tưởng nhiều lúc con người cái bệnh của mình là cái tư tưởng. Tại vì nhiều lúc cứ bảo là nhiều người bảo là lấy uống cái củ sâm ấy, tâm như mình bên kia mình ăn như kiểu ăn khoai sống. Nhưng mà về Việt Nam thì cần có cho củ quý lắm rồi, cũng rồi ăn kia cảm thấy khỏe rất tỉnh. Đấy là cái tư tưởng của mình là nhiều đấy. Đúng rồi, sửa lại cái tư tưởng. Thằng Dũng nó thế nào? Nó ép được xương chưa? Bây giờ xương trước mà mổ đặt lại, ghim lại hết rồi. Có như xếp lại thì bây giờ cái chỗ bàn chân của nó rách to quá, nó hở to quá nhưng nó không, tức là không được, không khâu được. Bây giờ ông bảo thời thế là sinh anh hùng hết. Bọn nó là chờ cái sức của nó để xem là cái da này nó sống thì sống bé, tôi để bé đây. Sống lại được năm mười cắt từ mông 15 tuổi bắt đầu tôi bị biển lấy chỗ đỏ đập chỗ gì lấy chồng gì đấy. Cô thì đang thấy bệnh, chứ còn thực ra thì sinh ra và mò mẫm là đúng 15 tuổi thôi. Cô lần mò lắm. Bởi vì sao là con sợ là đắp vào ấy, con lấy lúc sẽ bị co, co là thành tật. Cũng cho ba cái đơn thuốc vào anh hỗ trợ cái nhà để mà ba đứa con bị ở đấy. Vợ em bị bảo. Có một cái chú ý, tức là dùng thuốc của con rồi. Đấy là một xã Việt Hồng. Là khách Trấn Yên là hay lấy thuốc để chú ý điều trị bệnh của chú ấy, chú ấy khỏi rồi. Gặp cái gia đình này, gặp cái gia đình này khó khăn quá thì chú ấy mới điện cho con, mà con có hỗ trợ được không? Con có giúp đỡ được thuốc để chữa cho. Tức là đầu cắt lem. Nhà này là từ bố bị xong lấy sang hai đứa con. Thế nhưng lại không có tiền đi khám bệnh, không có tiền chữa mà 7 năm nay rồi. Chưa em là qua đèo khế con lại còn bảo là đợt vừa rồi con bị bỏng mà bảo là mình. Đấy thì xã Yên Bình vào thì mình cái thuốc mình làm ra được mình bỏ sức cho mình hỗ trợ người ta. Chữa người ta mới vào đấy em qua cái đèo khế tí là đến rồi. Không hỏi cái chú đấy xem là lý do nào. Gọi điện nay gọi điện thì bảo là tưởng là thuốc nọ thuốc kia, thuốc nọ thuốc kia gì không thể điều trị bệnh từ từ chứ khỏi không có thuốc tiền. Mà cũng chả hiểu bố mẹ kiểu gì để con 7 năm bị bệnh hai đứa bị chồng nó bị hắc lào, đầu tiên nó bị hắc lào biến chứng để lâu quá lở lét lâu quá phải quá lâu nó thành đấy rồi ấy rồi chưa vào máu. Nó ăn vào đường máu rồi. Vẫn chưa được nhưng mà cái vấn đề là chả hiểu tại sao người ta lại chẳng làm. Hay họ thấy mình cái tim không có mà ngại. Không phải đâu, nhiều người ta cũng sợ. Có nghĩa là người ta thấy về vừa trị trong vừa trị ngoài, tức là cả ngâm luôn, ngâm người. Em. Vừa uống vừa trị vừa tắm. Uống vừa tắm vừa ngâm vừa xông. Tiếp nữa, độc khí ra. Chúng nó chơi trường kỳ. Mất cả cái lòng thảo của mình. Đấy, người ta nghĩ vậy. Lúc người ta biết người ta điện cho mình thì người ta đã trả người ta đơn hàng đấy. Chú lên xem con đang có cao này. Lên quay cao căng. Không có ăn đi. Ông hỏi nó có quay được không mới quay. Quay bình thường.